Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bao cực khủng đến từ Yamaha, với cái mức giá chỉ 5,5 triệu thôi. Cái bao này nó sử dụng hai cái tụ, nó to như hai cái lon bia luôn. Lát nữa mình quay cho các bạn xem. Và nó chạy 8 con sò sắt. Thì với cái bao này thì nó có cái công suất tiêu thụ là 250W. Công suất ra loa thì nó sẽ được tùy cái ohm của loa. Nếu như ohm 4 ohm thì loa nó sẽ ra được 300. Còn nếu như 8 ohm thì nó sẽ ra được 200. Thì cái Yamaha này thì nó phù hợp cho chúng ta chơi những cái cặp loa như là bo 301 hoặc 501, hoặc là những cái dòng bo 10.2, hoặc là những dòng BMB khoảng 2,5 tấc 3 tấc. Chúng ta chơi một cặp thôi. Nó không phải là cái bao quá khủng để chúng ta chơi mà kéo những cái dòng khủng loa 300-400W nha các bạn. Nhưng mà giá 5,5 triệu này thì các bạn có thể kéo những cặp như mình vừa kể trên. Thì con B2001 này nó cũng có thiết kế tương tự những cái dòng như BC2002, thì nó có hai cái tay sắt phía trước và hai cái nấm chỉnh cho loa led là loa rai, là nút nguồn, khá là đơn giản. Phía sau của nó thì nó có đây cái cọc gắn dây loa chuyên dụng của nó. Sau đây các bạn là ở bên ngoài hơi ồn. Đây là cổng ba lăng này, cổng 6 ly này. Đây là công suất tiêu thụ của nó, 230W là công suất tiêu thụ. Hồi nãy mình nói nhầm là 250. Đợt này thì khá là thú vị, thì nhiều cái ly mình về là công suất tiêu thụ nó ít hơn so với công suất ra loa. Nếu như con này thì đến công suất ra loa nó đến 300, là 150 đi mỗi cây cho loa 4 ohm, nhưng mà công suất tiêu thụ nó chỉ 230 thôi. Còn nếu loa 8 ohm thì công suất ra loa nó là 200. Rồi, cái nắp mình mở sẵn ốc vít rồi. Thì cái bạn thấy tân phô nó to gần bằng bàn tay luôn, cực kỳ to. Cái tụ này nó to bằng con bia luôn nè. Tụ này là tụ 15.000. Nhìn cái tụ này thì nó giống cái tụ của Luckman 309. Sò của nó thì nằm hai bên này, mình cũng không có tiện tháo ra. Mỗi bên là 4 sò sắt, hai bên là 8 con nha. Trong là trong này thì nó cũng có nhiều bụi bặm, chưa có lau chùi. Nhìn trong còn rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn thưởng thức chất âm của cái bộ đời này. Xin lỗi, cái âm ly này, cái power này. Và mức giá của nó là 5,5 triệu nha các bạn. Tôi muốn thành cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có dòng sông cũ, có lũy tre xanh. Tôi muốn thành cánh chim trời bay về quê cũ. Đó tôi có bạn bè, có người dấu, có trời Việt Nam. Quê hương ơi, tôi đã khóc khi chiều về, mưa thật nhiều, ôi buồn phiền cho kịp
tôi muốn thành cánh chim trời, bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có dòng sông cũ, có lũy tre xanh. Tôi muốn thành cánh chim trời, bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có người yêu dấu, có trời Việt Nam. Trời Việt Nam.